Xin trân trọng kính chào toàn thể anh em bằng hữu đường xa và xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khách hàng xa gần. Hôm nay thì sẵn có những mẫu xe ở tại đại lý thì em xin được giới thiệu cũng như là chia sẻ để cho quý vị khách hàng đang có nhu cầu mua xe tải. Đây, đặc biệt là dòng xe tải nhỏ thì chúng ta tham khảo những cái mẫu xe này. Đây là con SRM ha, SRM thùng muối bạc đó. Đặc biệt là cái xe này là niềm đóng cái thùng mở cánh dơi á. Đó, đóng thùng mở cánh dơi. Con này thì cái tải cho phép chở hàng của nó là 930 kg ha. Còn đây là con Terra thùng muôi bạc. Tải cho phép chở hàng của nó là 970 kg ha. Và đây, nếu như mà chúng ta lấy phiên bản thùng lửng. Đó, phiên bản thùng lửng thì tải của nó là 990 kg ha. Nếu quý vị khách hàng đang có ý định mua xe tải, đặc biệt là mua với hình thức trả góp, thì ngay tại thời điểm này thì chúng ta nếu như mà sắp xếp được cũng như là tiền bạc đâu nè đó, thì chúng ta nên mua ở tại thời điểm này. Tại vì sao? Tại vì vào cái dịp mà gần Tết hàng năm thì nhu cầu mua xe để chạy hàng của khách hàng luôn luôn tăng, luôn luôn tăng nhanh một cách là chóng mặt luôn. Cho nên nếu như mà chúng ta để cận Tết quá mới mua xe thì sẽ không chủ động được thời gian nè đó, cũng như là bên xưởng thùng rồi bên đại lý, thậm chí là kể cả bên ngân hàng cũng rất là nhiều xe, nhiều hồ sơ, nhiều giấy tờ. Cho nên anh em quý vị khách hàng mà muốn mua xe để cho thời gian nó thông thoáng thoải mái tí xíu, muốn lấy xe nhanh xe gấp thì đây là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta quyết định là sắm một cái con xe như thế nào để về chạy hàng đó. Sau khi mà niềm giới thiệu chia sẻ với quý vị thì con Terra này thùng lửng này là niềm chạy đi giao cho khách liền ha, chạy giao cho khách tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cái con Terra thùng muôi bạc này thì tài xế của mình sẽ chạy xuống Tiền Giang để ra số và giao cho khách hàng. Và cái con này mới là con niềm muốn chia sẻ với quý vị về cái thùng của nó. Con này thì niềm sẽ lái về huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp để ra số đăng kiểm kịp giao cho khách vào ngày 20 tháng 11 tới đây. Tại vì nhu cầu của khách là muốn lấy ngày 20 tháng 11. Kính chỉnh điện đó, auto luôn đó. Những cái chất liệu ở trong nội thất của cái cabin này thì cảm nhận của mình thì cũng được ha. Mấy cái mũ này nè cũng được. Xe là được trang bị cái màn hình có camera lùi luôn ha, camera lùi luôn đó. Có máy điều hòa, máy lạnh á, theo xe luôn đó. Mọi thuốc và đặc biệt là có cái khe cắm USB ha, khe cắm USB. Ở vị trí này thì chúng ta có thể để hai ly cà phê ở đây, hai chai nước suối gì đó ha, vân vân và vân vân. Cốp đựng đồ bỏ vô đây. Đó. Xe là hộp số 5 số tiến và một số lùi. Số 5 cấp thắng tay. Động cơ của con này là 1.5 nha, 1.5 chạy xăng. Tiếng động cơ. Thằng này là nó xài cái chìa khóa, đây, chìa khóa là có lóc cửa mở cửa luôn. Nói chung là dòng xe này tuy rằng là xe tải nhỏ nhưng mà cũng có trang bị, cũng có đầu tư ha. Cũng thấy hấp dẫn đó. Cái điều hấp dẫn đặc biệt đó là cái thùng này niềm thiết kế riêng cho khách hàng ở tại Tháp 10 Đồng Tháp là để bán đồ la ha, bán trái cây đó, bán hàng lưu động á. Đây, thùng mở cánh dơi đó. Không, mở chốt gài. Chúng ta có thể dễ dàng, nhẹ nhàng, không? Bật ra. Đó. Hai bên. Không? Là có hai cái tuy ben. Hai tuy ben. Rồi, ở dưới này. Đó. Ngon lành. Đó, bên kia là niềm mở sẵn rồi để tránh mất thời gian. Không? Đây, ngồi lên đây. Đó. Chặt dừa.
Ở đây thì có thể là bán trái cây nè, gọt khóm nè, gọt thơm nè, chặt dừa nè, gọt xoài nè, cóc ổi gì đó ha. Đó, ở trên đây chúng ta bán vô tư luôn. Có cái này nó che nắng, thấy không? Rồi có cái bạt, phủ cái bạt lên. Đó, và đặc biệt là ở phía sau. Đó, ở phía sau chúng ta cũng có thể ngồi bán được luôn, thấy không? Bung ra, ngồi lên. Đó, là bán hàng thôi. Đó, cái xe này có thể là ba người ngồi ba đầu bán luôn. Hai người hai bên, người ngồi ở đây, thấy không? Thích ngồi 4-5 người nữa cũng được. Nếu như mà chúng ta bán đắt, bán không kịp á. Đó, 4-5 người. Đó, thay nhau bán. Ngồi lên. Đó. Hoặc là chúng ta có thể là lấy phiên bản thùng kính cũng được. Thấy không? Rồi chúng ta dán đề can trang trí lên. Rồi chúng ta có thể là bán nước, bán cà phê, trà sữa gì đó. Dân dân và dân dân. Bên niềm thì nhận thiết kế cho khách luôn. Đóng thùng là bán hàng lưu động nè. Rồi bán thức ăn nhanh rồi đó. Đó, đây là dây xích để chúng ta là máng vô, máng vô cái bửng đó. Để chúng ta ngồi lên đây chúng ta bán hàng, quá là tuyệt vời cho một cái xe chiều dài là 2m7, còn cái con Tira thì chiều dài của nó là được là 2m8 đó. Chiều ngang của cái xe này lọt lòng thùng luôn là 1m43, chiều cao là 1m42 ha. Cái con XGM này là nó xài cái lớp là Kasumina. Lớp Kasumina. Kích thước lớp của nó là 5.50x13. Đây, và cái nhíp. Cái nhíp của cái xe này thì mình nhìn thấy là nó lớn hơn, cứng cáp hơn. Đó, thấy không? Cái nhíp nè. Nhìn thấy nó lớn nè, thấy không? Nhìn thấy có vẻ là nó cứng hơn cái con Đông Ben 1021. Đó. Cái vỏ này cũng vậy. Cái vỏ này thì bánh là bánh gai. À, nhìn thấy nó cái bánh nó lớn, nó cứng cáp hơn là cái con Đông Ben 1021 đó. Do cái tải nó lớn hơn, thấy không? Con kia thì tải nó chỉ có 830kg thôi, còn con này thì cái tải của nó là tới 930kg đó. Và cái động cơ của nó thì nó 1.5 đó. Cho nên là cái thiết kế của cái mẫu XRM này nhìn thấy nó cứng cáp. Nó có vẻ là nó hầm hố hơn cái con Đông Ben 1021 tí xíu. Đó. Thì chúng ta mua để chạy hàng lưu động nè, ha. Đi bán hàng lưu động đó, đi bán hàng lưu động nè, rồi đi bán đồ la nè. Đó, chúng ta đi gần, đi ở trong chợ, trong hẻm, trong đường hẹp, đường nhỏ rồi đó thì lấy những cái mẫu xe này là xài là được rồi, ha. Tầm tiền thì giá bình dân. Góp tháng nhưng 3 triệu ngoài thôi. Quá là dễ dàng để cho chúng ta là mua để chạy hàng. Đi bán hàng lưu động rồi đó, bán đồ la nồi ơi son chảo rồi thì mua những cái xe này nó không có ngán cái đồng tiền của chúng ta bỏ ra, mà chúng ta rất là dễ kiếm tiền. Đơn giản đó là vậy thôi.